Hello, mến chào tất cả các anh em thân thương và thân mến của Thiên Tâm Ca. Hôm nay rất là vui khi được tái ngộ anh em trong cái clip mới của mình. Thì trong cái clip hôm nay thì mình sẽ nói tiếp về vấn đề là đi xả lúa, chuẩn bị đất xả lúa cho tiếp nối cái clip được trước. Thì clip lần này mình sẽ cho thấy anh em thấy là cái kết quả của mình khi mà xả lúa trong mùa mưa bão lên 100 trên 90% ha, 100% thì không không dám nói, nhưng mà sẽ giúp cho mọi người xem xong cái clip này, giúp cho mọi người mới vào nghề hoặc là mới biết làm ruộng sẽ có được một cái ý đám ruộng tốt, lên đều trên 90%, lúa tốt trong cái mùa mưa bão lũ lụt mưa gió triền miên, xạ xuống lúa vẫn lên đều, tránh cái hiện tượng chết dụng chết lỗ. Anh em muốn công dậm dậm giá ha, rồi tốn tiền ha, rồi năng suất cuối vụ không cao tại vì lúa chết nhiều quá. Thì mình sẽ dẫn chứng ha, dẫn chứng cho mọi người thấy kiểu cách làm của mình và cách làm của mọi người ha, rồi cho anh em thấy mình xạ một ngày nó lên độ cao của lúa nó lên vượt bằng người ta xạ 2 ngày ha, rồi mình sẽ chia sẻ anh em cách mình xạ lúa gấp đôi người thường, mình xạ tầm có thể mình xạ được một lúc có thể xạ được tầm 3 gọt. Rồi ok, thì anh em mình chủ yếu mình muốn chia sẻ cho anh em mình cái cách để mà xả lúa sao mà cho mùa mưa bão này chuẩn bị hạ lũ, anh em xả lúa này ha, lên đều lên trên 90% ha, có thể là ngon lành ha, không cần giảm giá gì ha, lúa vẫn xanh tốt. Rồi nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ha, cũng như chia sẻ những clip mình cho mọi người cùng xem lên Zalo, Facebook ha, rồi đăng ký kênh anh em nhớ bấm cái chuông ha, để mình có ra những clip mới thì nó sẽ thông báo cho mọi người biết. Còn anh em nào mới vô xem lần đầu thì hãy bấm vào cái kênh Thiên Tâm Ca ha, Thiên Tâm Ca, kênh YouTube của mình là Thiên Tâm Ca, để mà xem những cái kinh nghiệm chia sẻ học hỏi của mình ha, rồi mọi người và anh em mình cùng chia sẻ học hỏi lẫn nhau. Ok, bây giờ mời anh em mình cùng vào xem cái cách làm sao mà xả lúa lên ngon lành trong mùa mưa bão lũ lụt không giảm giá ha. Ok, đi. Let's go. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó thì anh em thấy ha, mưa mưa tầm tã luôn, xạ rồi là bắt đầu là mưa tới luôn vậy đó, mưa hoài luôn vậy đó, mưa ngày mưa đêm, mưa ngày mưa đêm luôn đó. Mình đâu có là rất là nguy hiểm khi mà cái miếng cái giống nào của anh em á, giống lúa nào của anh em mà yếu nè, ngâm lên không đều nè ha, rồi xạ không có chuẩn bị đất không tốt nè ha, là mình khẳng định là một 100 người là chỉ có 40-50 người bắt đầu là thành công thôi ha, còn một thần kia là bắt đầu bắt buộc xạ lợi chết giống ha, chết giống hoặc là lên không đều ha, giảm giá rất là dữ dội, tốn công mà năng suất không cao. Nó cho anh em thấy là cho anh em thấy cái thời tiết nó bất lợi đến như thế nào khi mà xạ lúa vào tháng mưa tháng bão đó là gì ha, nước gì trang nước lên láng xạ rồi mưa tới dập tới 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 tối luôn, ngập ngập lên vẫn lên ha, mình đứng đây hình giờ mà lấy nó lên rất là cao. Rồi ok, khi mà anh em đã chọn lấy ngót ha, khi mà anh em đã lấy ngót giống cho nó mát mình, cho nó lên nhanh, cho nó tẩy ba cái nước bẩn trong cái quá trình mà lên sinh nhiệt á, để tránh tránh cái hiện tượng là ở ngoài nó lên mà trong ruột của lúa nó lại nín ha, nó búp búp ngoài búp búp, ở trong ruột thì nó búp búp. Rồi thì anh em phải xong thì lên ok, để anh em chọn giống trước khi xạ từng khoảng cỡ 4 tới 6 tiếng hồ ha. Trộn thì chỉ anh em chỉ trộn đơn giản như là cơm cát thôi, cơm cát thì mỗi một thùng dồi vậy thì tầm cỡ 2 bịch hoặc là 3 bịch, 2-3 bịch thôi. Rồi anh em đổ lên,
độ đại giống cho nó nhanh gọn mau lẹ à, rồi trộn. Anh em bung giống ra đều cho anh em tưới lên, tưới một thùng đều cho còn anh em cào nó lên, cào lên túp trên mặt, tạo lên thành vòng pha, cái anh em đổ trên vòng pha xuống nó sẽ rất là đều ha. Một ít là trộn cái cơm cát này vô là lại cho mình nữa, anh em xạ cái hột giống nó nhanh bắt đất, nó nhanh nảy mầm ha, nó nhanh dương lên, để mà đôi khi bị mưa hoặc là nằm xạ với dũng với lung rồi đó, nó bường nó nhanh, nó tránh nó bị chết dịch dũng ha. Rồi nếu mà tháng nắng, những cái tháng nào anh em biết là có bọ chỉ thường xuyên tấn công thì anh em trộn vô cái thuốc Yamida ha, có nó có hoạt chất là imiclozid ha, để mà tránh bọ chỉ đồ gầy nâu rồi. Còn thằng cái vụ này thì mình cảm thấy là không có những cái con đó cho nên mình không có trộn ha. Thuốc đó cũng an toàn lắm, mỗi một thùng thì anh em trộn nửa bịch ha, nửa bịch cái Yamida đó ha, imiloxid hoặc chất imiloxid ngày xưa có, nó có tên thương phẩm là công phi đo đó, công phi đo của bé ơ đức á, sao cái hoạt chất đó mà anh em đặc biệt chọn thuốc bột nha, đừng chọn thuốc nhiễm dầu trong cái giống nguy hiểm. Rồi mình sẽ cho anh em xem cái khi mình chọn vô nó có cái sự khác biệt như thế nào khi mình đem ra ngoài ruộng ha, để mầm tốt như thế nào. Chuẩn bị giống cho mùa mưa bão ha, là phải ngâm nó như vậy, nó ra rễ phải ra càng luôn, để làm gì để cho nó hột giống mà khi xạ trong đất á nó không bị ba cái lầy, không bị ba cái lúng đất nó chìm xuống dưới đó ha, không bị chìm dưới. Anh em thấy ha, không bị chìm chứ ha, nè nó ra mầm ra càng luôn. Thì anh em thấy là giống của mình ngâm từ lúc tới giờ, khi mình sử dụng cái cách mà ngâm nổi ngâm chìm là lúc nào như lúc nấy, không bao giờ hiện tượng mà không lên đều. Anh em thấy không, lên bựng luôn. Cái đường này, cái này ngâm, cái này mà xạ xuống đất á, xạ xuống ruộng hay làm gì có vụ mà bị trôi hoặc là bị chìm giống, chìm nó cũng vẫn có, nó vẫn bường lên được, tại vì nó có càng có nghe sẵn cho xuống đất bùn là bường lên liền chứ đâu phải là búp đâu ha. Anh em thấy nha, đều như nhau hết chứ không phải là đây mình đang xúc vô ha. Mùa mưa bão là phải bắt buộc phải ngâm gì ra càng ra rễ già gì ha. Mình hôm qua lấy ngót ha, rồi sáng nay là sáng sớm nè, mới giờ bấy có 6 giờ gửi rồi xúc vô nè. Mình xả ít giống đâu có nhiêu bao đâu ha, có mấy bao nè, xả rất là ít, tầm cỡ là mười mấy 20 ký một công thôi, đơn giản là vậy thôi ha. Đó thì bây giờ cho chứng minh cho anh xem cái lời nói của mình ha. Mình đây, mình bưng một thao thúng giống ha, thành một thao giống ha, rồi sau lưng mình sẽ quẩy theo kiểu này ha, quẩy một cái bao rồi nam chèn vô trong này nè, chèn trong nách này kẹp lại ha. Đó, thấy bao giống không, đó vừa quẩy vừa xạ luôn. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trong cái clip này mình sẽ cho anh em thấy là cái cách xả lúa của mình như thế nào ha. Từ đó giờ anh em thấy đủ thứ, chia sẻ đủ thứ mà chỉ chưa thấy mình xả lúa như thế nào thôi. Thì anh em ở trước mặt anh em thấy là mình có thằng em nó đang xả đó, ở xa quá anh em thấy trong gõ ha, đang xả nè. Thì nó mới xả được có, nó đứng ở chân giữa đó xả gò gử ha, hơi rung nè, hơi bị rung quá, xa quá xả gò gử. Bây giờ thì mình sẽ xả ba gò cho anh em xem đó. Thì ở đây anh em thấy là đây một gò nè, hai gò, ở đó nó là ba gò. Thì ba gò này thì anh thấy đường nước chính giữa ha, đường nước chính giữa ha, còn đó là bên đó cũng ba gò ha, bên này cũng ba gò. Thì mình sẽ tranh thủ là mình xạ một lần cho xong ba gò này luôn, một thúng luôn ha. Anh em thấy là giống mình nè, đây là giống, thì anh em thấy là giống ha, lên rất là dữ dội. Thì mục đích mình xạ vậy đi chi ha, anh em thấy là đây là những khoảnh khắc mình đã xạ xong rồi.
anh em thấy lên cũng xạ mình xạ cũng có dày ha, đều lắm. Thì anh em thấy là đất của mình rất là bùn, bùn nhão luôn ha, rất là nhão luôn. Thì muốn xạ được cho nó lên đều và không bị dầm ha, trong cái mùa mưa bão tháng 9 ha, tháng 8 tháng 9 này ha, vụ đông này ha, thì bắt buộc anh em phải ngâm cái giống này lên dữ dội dày nè ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cách xạ đi ha, gần hồi mình sẽ chi tiết ví dụ mà xạ sao nó không chết giống cho anh em xem ha. Mình vừa xạ xong thì anh em thấy là điểm ha, đủ ba rồi ha, 1 2 3. Rồi bây giờ một tay cầm quay, một tay sẽ xạ cho anh em xem ha, 1 2 3. Rồi tại quay với anh em gì chứ mình xạ rất là nhanh ha, chứ không phải là, nhưng mà để trước khi anh em xạ được cái này thì anh em xạ ba tay ha. Ở bên đó ăn tay ha, ở chính giữa ăn tay ha, rồi ghi ăn tay là ba tay hợp lại thành một cái cho nó đều ha. Chứ anh em xạ mà kiểu mà xạ ba tay cũng được, xạ bốn tay cũng được, nhưng quan trọng là cái nhanh thôi, mà mình chia sẻ thôi nha, không yêu cầu anh em làm theo ha. Anh em mà chưa biết làm là nó dễ bị lỗi lắm. Rồi bắt đầu làm hết anh em. Đó, anh em thấy không, nó bay nè, nó à, một tay quay một tay xả với anh em luôn. Đây cái nắm lúa của mình đây, nó ha, hốt gì thôi. Rồi hốt trong cái lúc quăng á thì anh em nè, cái lay tay gì nè, đó, rồi xè hai cái ngón ra ha, xè năm ngón ra ha. Mình tạo như cái cánh quạt nha, mình đẩy lúa tới. Đó, cái tạo một cái lực bung ha, bung nó đều. Thì có chắc có số người nói là xạ này gặp gió là thua. Thì nói chung gặp gió thì anh em xạ theo hướng gió ha, theo hướng gió. Hướng gió đó, hưởng lực gió đẩy. À, mượn cái lực gió mà nó đẩy giống anh em. Thì nếu mà xã này á, là chủ yếu để thì anh em biết là thời đại bây giờ mà thuê mướn nhân công rất là khó khăn ha, và cộng thêm là càng ngày thì càng ít người ha, tự mình phải làm thôi, cho nên mình phải làm cách nào nhanh nhất ha, mau nhất, lẹ nhất thì có thể. Đó anh em thấy không, bay tới nghe gào gào không, bây giờ mình chọi nè. Đó ha, anh em nghe gớt đó không, gào gào thì chứng tỏ là mình qua rất là xa ha. Thì thí dụ tới mấy chỗ dũng nè anh em, thấy mấy dũng ha, anh em cho thêm nửa nắm nữa, nó nửa nắm nữa đừng làm gì, đó đó. Thì anh em nhìn lại đi ha, nhìn lại thử mình xạ đều không ha, không phải là gì mà xạ không đều đâu, rất là đều đó, tỷ lệ đồng đều rất là cao ha, đều lắm chứ không phải là không đều đâu. Đó là anh em nói trời trong bờ chắc không đều đó, anh em bây giờ mình sẽ gum lại cho anh em xem. Ồ, mấy chỗ nào anh em mình cũng thấy rất là dữ nè ha, đều có đều đó. Đó, ha, thấy không? Tại mấy chỗ đó anh em biết sao dày không? Tại vì mấy chỗ đó là cái nó gò nó không có lúng, cho nên là anh em thấy nó phơi gì đó. Còn mấy chỗ lúng nó chìm nó giống cho nè. Đó. Nè anh em thấy không? Đó. Giống nó chìm chứ nè, đó, nên anh em nếu mà không ra càng gai ghẻ dài nè là nó bị rớt với nó chìm luôn ha. Rồi anh em có biết cái lực quăng mà anh em quăng hột giống xuống nó mạnh á, nó dập xuống cái hột giống nó chìm nè, anh em thấy hột chìm không, thằng này nè ha, nó chìm nè, chìm rồi bị mưa dập rồi sẽ thuốc viên mầm vô chết luôn. Nhưng mấy thằng này thì lại khác, nó dài nè, mưa dập cái nào dập nó cũng không có bị lắp nổi, nó bị có đường có ghẻ gốc nó thở được ha. Thì anh em thấy rất là đều chứ không phải không đều ha. Đó, ba gò thì bên đó mình chỉ dập cái nữa, ba gò nữa là sẽ xong ha. Còn nếu mà hai thằng thì chia phe ra, thằng đầu trên phân ra thằng nữa, thằng trên đó thằng trên này. Thì tại nãy mình quay clip mình kêu anh em xạ giống như anh em thường xạ đó, hai ba gò thì anh em mấy người do giỏi thì chắc xạ gò gử ha, thằng gò gử đi đường nước nè, thằng gò gử nay gò gử là xong là ba gò. Còn nếu mà người cái lực tay yếu thì chắc gò thôi ha, đứng gòi nè, xạ tới luôn. Rồi tiếp tục anh em ơi, nói chung là xạ này thì tại đang quay clip cho anh em xem thôi, không quay clip á, là mình sẽ đeo thêm một cái lưng á, mình đeo trên lưng thêm bao nữa, là một thúng cái bao giống đó, hay mà đeo trên lưng một mình vác trên kiểu mà mình quẩy á, quẩy trên vai một bao nữa, nặng mình đi nửa đường á mình đổ giống đi luôn đó, mình không cần mình tận dụng cái đó nó nhanh, rất là nhanh luôn. Đó thì mình canh ha, mình canh lúc mà mình vác giống anh em, mình vác giống mình canh thường thường xả tới đó là hết giống ha.
thì anh em thấy là để cái bao ở trong đó nó vậy đó ha, nó thì anh em để bao đó. Ví dụ anh em thấy mấy chỗ nào quá chủng, chỗ nào chủng nước á, thì anh em dập vô thêm chút xíu nữa gì đó, bạn nó không có bị mà nó chết dũng chết lỗ ha, nó không có dậm. Thì anh em nhìn lại coi, nó mình nói là đất nó rất là chuẩn, rất là lầy, tháng mưa chụp rồi thì mưa dập tới hoài thì nó bắt buộc phải vậy. Mà đất nó phải vậy thì bắt buộc mình phải làm một cách nào đó, mình phải có cách, có chiêu. Nói thiệt với anh em á, là ngày xưa thì mình cũng vất vả vụ này lắm, nghe tới mùi dặm như lúa là mình sợ lắm. Tại vì ví dụ như là mình ba công, đất mình là ba công thì hầu như là nó, anh em thấy là đây đó, có giống đều chân ha, chứ không phải là không có đâu ha, đều anh em thấy đều nè, quay cho anh em xem đều nè, gần anh em mới thấy, còn xa anh em tại vì nó bị có cỏ cái này anh em không thấy cỏ đâu ha, lấy xa là anh em không thấy ha. Ra đó ha, tới đều chứ không phải là không đều đâu. Thì anh em biết là mình xả ngày xưa chích dũng dữ lắm, rất là chích dũng, thì cái gì cũng vậy anh em, làm nhiều năm, hai anh chị sống nhiều năm tự động có kinh nghiệm thôi, thất bại nhiều lần tự động khôn ra thôi ha, có cách mới thôi chứ không có gì hay chứ, mình cũng nói hay giỏi gì. Thì mời cái cách mình đây là muốn chia sẻ với anh em, những anh em mới vào nghề ha, những anh em mới biết làm ruộng thôi ha. Chứ còn kiểu mà bác nông lão làng thì chắc khỏi rồi ha, kinh nghiệm đầy mình rồi, mình không dám chia sẻ đâu ha. Đó anh em thấy là cái càng của mình ha, giống rất là dài nè ha, đó này xạ xuống đất mà đất lúng cái đó, xạ xuống cái ha, thì nó sẽ bắt đất liền, đâm chồi liền, mưa bão cái nào cũng không sợ chứ. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để em biết mặt đất mà nó lầy như gì nè ha, mặt đất nó lầy như gì nè. Rồi mưa dập, nếu mà anh em không chuẩn bị giống dài ra thì đường nào sống nổi. Người không chuẩn bị mà đất nó bằng thẳng á, người xạ cái dũng nước không thì sao giống, anh em thấy không, mình có kẻ những đường đó những kẻ những đường ha, nó kẻ những đường nè, đang cho ra mấy cái dũng này ra hết nè, nó anh em thấy ở xa mình có kẻ đường nó được cái đó hết trơn, đang cho là trời mà mình nãy xạ là vừa mưa luôn á, mưa trời đang mưa luôn á, mà anh em thấy mặt đất của mình á, đâu có dũng, đâu có nước gì đâu ha, thì rất là tốt. Rồi lưu ý nhỏ với anh em vấn đề ha, là thí dụ như anh em gặp tháng mưa tháng bão này nè, thì anh em đừng có ấy nha, đừng có xịt diệt mầm trước ha, tại vì anh em biết là mưa nó chụp rồi nó dập, rồi mưa nó dập mới dập hoài, thì đất nó có lộn hoài, nó không có điều kiện ha, không có điều kiện để nó điều kiện cho cỏ lên, cho nên mình cứ trễ một ngày không sao, trễ ngày hai ngày ha, xạ rồi hai ba ngày sau xịt cũng được ha. Rồi, cho dù có cỏ lên thì mình xịt hậu nấy mầm cũng không sao ha, nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà anh em mà lúc này mà anh em mà lúa mà anh em mà ngâm búp mình nó bản thân mình thì mình ok, mình không có gì hết, tại vì anh em biết là diệt mầm thì nó chỉ diệt được cái mầm thôi ha, lúa mới nảy mầm thôi, còn mình là gống ra rễ ra càng dài nó hút được chất an toàn không sao ha, mình thì không sao hết, nhưng mà anh em thì mình lưu ý anh em giống ngắn ha, tháng 9 tháng 10 mưa bão này, trời mưa bão đừng có xịt diệt mầm trước khi xạ ha, để xạ rồi hãy xịt ha, để cho nó an toàn ha, cái đó là an toàn tuyệt đối. Còn cái cách xạ mà ba gò như nãy của mình thì mình cũng không khuyến cáo anh em làm theo ha, xem chơi thôi, anh em có rảnh thì tập ha, chứ làm mà không có cái kỹ thuật hoặc là không có cách biết cách thì nó rất dễ bị lỗi ha, mà lỗi thì một lỗ thì anh em dặm 5 phút đó ha, đó lỗ dặm 5 phút cực lắm, thì ráng tập nhiều lần thì sẽ làm được thôi ha. Thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề, bây giờ sẵn nghe em xạ, bây giờ sẵn mình quay lại mình nói cái loại ruộng nói luôn ha, loại ruộng nói trực tiếp cái vấn đề đó luôn cho anh em xem luôn, nghe kỹ luôn. Hồi nãy tại sao mình nói cái vấn đề mà giống ra càng đó ha, giống ra càng nè, giống ra càng bây giờ nói luôn chút ha, anh em chịu khó ngồi nghe chút ha, loại ruộng quay cho anh em xem luôn, giống ra càng thì nó có lợi ích gì. Đó anh em thấy ha, đó, khi mà anh em chọi hụt giống xuống ha, chọi hụt giống xuống thì anh em thấy ha, chọi hụt giống xuống nó có càng á, nó cản đất lại ha, nè nó cản đất lại, nó không có lúng ha, nó không có lúng nằm dưới, không có lúng đó. Nó thì anh em thấy bây giờ nè, giống của mình ngâm ra dài nó có lợi ích nè, nên thấy không, mới xả cái đợt thôi thì nó đã đưa cái mầm cao lên nè, nó đưa cái mầm cao lên đâu đâu thì
nó đưa mầm cao lên, thấy không, nó đưa mầm cao lên đó, nó đưa mầm cao lên rồi, nó rễ bút lên rồi đó. Thì chỉ cần qua một ngày thôi, một ngày thôi là tất cả này sẽ lú cao lên liền ha. Nó có điều kiện là lú cao lên, mà cho dù mưa có dập đi nữa, dập cỡ nào dập ha, thì nó cũng nó không thể nào chìm được cái hột, tại vì nó có rễ là nó cản lại, nó không lúng lúng được ha. Đó là cái hay của nó. Rồi thí dụ nếu mà bị mưa thì anh em nên đắp nước lại. Thì anh em thấy mình đâu sợ dày đâu ha, đắp nước lại. Đắp nước lại làm cái gì? Thì anh em biết là mưa nó sẽ dập lộn lên, kiểu mà anh em phơi đất nè, nó lộn sàn ngầu lên chân giống nó đùm á, thường nó đùm á ha, nó dồn cục lại đó ha, nó đẩy ba cái hộp giống trên gò nè xuống dũng hết ha. Bị nó, mưa nó xối mà, mưa lớn mà mưa ra nè, chịu khó đắp lại hết ha, đắp lại hết ha, rồi giữ nước lại, dìu lại, lắng lại, rồi khi mà tạnh mưa ra xả lại ha. Rồi nếu mà có ốc thì ra gãi luôn. Đó, đơn giản vậy thôi. Mình muốn chia sẻ cái những cái điểm hay khi mà mình ngâm giống mà nó ra dài á, đất nó bằng á, trong mùa mưa bão á, thì anh em áp dụng cách mình là rất là ok, tuyệt vời ha. Thì nói lại lần nữa, mình chỉ chia sẻ với những người mới biết làm ruộng thôi nha, những lão nông, những anh mà có kinh nghiệm nhiều năm thì không dám nói ha, không dám chia sẻ, không dám muốn rìu mắc thợ ha, cũng thông cảm ha, mấy anh đừng có bắt bẻ ha. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ây da da, chết rồi anh em ơi. Trời ơi, bắt đầu trời chuyển mưa, mình mới xả xong mà trời bắt đầu chuyển mưa rồi, biết đâu làm sao đây trời. Trời chuyển mưa âm u quá trời luôn rồi, mây mù giăng cấp lối rồi. Rồi kiểu này là xong luôn rồi. Rồi không biết phải làm như thế nào đây. Rồi xong, trời đổ mưa luôn. Rồi trời mưa như thế này thì bắt đầu là anh em biết chuyện gì xảy ra rồi ha. Thì chút xíu nữa đây nước sẽ dâng lên ngập lối, ngập bờ mẫu luôn ha. Thì nói chung là do cái clip cũng hơi dài, mình quay cũng hơi dài, thì nói chung là cũng mời anh em đăng ký kênh ha. Rồi ok, bấm cái chuông thì để mà mình được 7 ngày thì lên rất là đều. Mình ra cứ thế mà thông báo cho anh em lên và tiện thể cho anh em xem cái phần 2 luôn. Cái phần khô này chờ mưa xuống là ok. Kết quả rồi mình làm cái gì sẽ cùng anh em là biết lắm, là mưa ngập tràn bờ tràn cõi hết rồi, mình mới xả cái tình hình như thế nào. Thì mọi người và anh em muốn biết kết quả như thế nào khi mà mình lúa mình xả như mưa, bị mưa rồi nước ngập chụp vậy lên tốt hay không, thì mời mọi người anh em hãy đăng ký kênh ha, để mà xem cái kết quả trong cái clip lần 2 mình sẽ up trong thời gian sớm nhất cho mọi người xem, để mà mọi người cùng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Rồi mến chào anh em và hẹn lại anh em trong thời gian sớm nhất mình sẽ up clip thứ 2. Anh em nhớ đăng ký để mà xem clip phần 2 nhé. Và đừng quên bỏ cho mình xin 30 giây xem quảng cáo. Cảm ơn mọi người.